câu chuyện chàng nam sinh điển trai có hành động nghĩa hiệp một mình bắt cướp đang chiếm được rất nhiều tình cảm lớn từ số đông mạng. Ngày 27 tháng 11, ở trường Kinh tế Quốc dân, sau khi giật túi xách của một nữ sinh đang chụp kỷ yếu hèn ở sân trường, tên cướp đi xe máy về phía cổng để tẩu thoát xong bị chặn, đành quay xe chạy hướng ngược lại. Khi đó có một nam sinh đã không sợ hãi thân mình chạy theo tên cướp giật lại chiếc túi xách và gọi bảo vệ trường đến xử lý việc này. Ngay lập tức thông tin về chàng nam sinh điển trai quả cảm bắt cướp đã được hội sinh viên rần rần truyền tay nhau. Được biết, hero chính trong câu chuyện là Phạm Đức Huy, hiện là sinh viên năm 2000 quản trị kinh doanh. Cậu bạn cho biết thêm, mình đang đi thì thấy một bạn nữ kêu có cướp thì liền chạy theo tên đó. Hắn chạy đến cổng ở đường Trần Đại Nghĩa thì phát hiện ngõ cụt, định dứt xe lại tẩu thoát nhưng bị mình khống chế và rút chìa khóa xe. Sau đó, mình giao lại tên cướp cho bảo vệ trường xử lý, còn túi thì giả lại cho cô bạn. Info cho chị em nào cần đây, nam sinh Phạm Đức Huy, sinh viên năm 2000 quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy không quen biết gì bạn nữ nhưng Đức Huy đã quả cảm một mình bắt cướp, bởi khi thấy chuyện bất bình, cậu bạn không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ hành động theo bạn dạng năng. Nam sinh điển trai chia sẻ, tên cướp dĩ đại nên chắc tranh chấp lâu thêm một chút cũng lo phết đấy. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần thấy mình có ế, làm được việc tốt là vui lắm rồi. Thực sự lúc đấy mình chỉ tuân theo bạn dạng năng thôi, vì nhìn bạn nữ cũng yêu quý quá, ngày kỷ yếu hèn chục vui nhất mà lại bị cướp. Tính mình ngày trước vốn vậy, cứ thấy chuyện bất bình là không chịu được nên cũng từng có vài rắc rối nho nhỏ. Nhưng ngẫm lại thấy mình làm việc tốt thì cần gì phải sợ, cứ sống là chính mình thôi. Được biết, năm sinh chọn ngành học hiện tại là do cảm tính nhưng càng học thì càng nhận ra mình phù hợp. Sở hữu vẻ ngoài điển trai nên Đức Huy là thành viên đội lễ tân của Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi gồm những sinh viên ưu tú sẽ đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao về thăm trường. Có tính cách hòa đồng và dễ thích nghi nên cuộc sống sinh viên của cậu bạn không bắt gặp nhiều khó khăn. Khi có thời gian rảnh, Mười tầm thường đá bóng, xem thể thao, chơi game hay đọc sách. Vì tính cách thấy chuyện bất bình là phải ra tay cứu giúp nên hồi học cấp 3, Đức Huy cũng từng vài rắc rối nho nhỏ. Đức Huy là thành viên đội lễ tân của Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi gồm những sinh viên ưu tú sẽ đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao về thăm trường. Điển trai lại còn tốt bụng như vậy nhưng cậu bạn chưa có người.